Mới đây, xuất hiện cặp chồng Tây vợ Việt kết thúc 16.000 km đạp xe từ Pháp về Việt Nam. Được biết hơn một năm qua, khi bắt đầu hành trình lãng mạn gây cấn, họ chỉ biết nếu cứ đi thẳng về hướng Đông thì sẽ có một ngày về được tới nhà, nhưng chẳng cứu gian nan vì dịch bệnh Covid-19. Cặp vợ chồng Thi Bao và Nguyên có mặt tại Hà Tĩnh, họ còn khoảng 1.300 km nữa để cán đích đến Sài Gòn. Thi Bao, 31 tuổi, là chàng trai người Pháp yêu thích xe đạp và đã từng hoàn thành lộ trình 4.000 km quanh châu Âu cùng em trai. Vợ anh là Khánh Nguyên, 27 tuổi, sinh ra ở Vũng Tàu, Việt Nam. Chàng trai Pháp và cô gái Việt kết hôn năm 2018 sau 3 năm yêu, cùng chung sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 16 tháng 4 2019, cả hai thực hiện một chuyến đi chân mật mang tên Nón Lá Roadtrip, quyết định đạp xe 16.000 km từ Pháp về Việt Nam. Nhiều người từng cho đó là một ý định điên rồ và sẽ chẳng đi đến đâu. Trước khi đến Hà Nội, ngày 15 tháng 2 2020, Khánh Nguyên và Thi Bao đã đạp xe qua 17 quốc gia với điểm xuất phát là nước Pháp, sau đó là Thụy Sĩ, Đức, Áo. Chặng cuối đạp xe từ miền Trung vào miền Nam trở nên gian nan vì dịch bệnh. Vợ chồng Nguyên phải đưa ra quyết định dừng lại hay tiếp tục. Nhưng rồi cả hai đã không từ bỏ hành trình với ý định dốc hết sức lực tăng tốc về nhà nhanh nhất có thể. Một cuộc đua thật sự với thời gian. Mỗi ngày, Thi Bao đều cẩn thận mang khẩu trang. Nhưng dù vậy thì vẫn có người lấy tay che mũi, miệng mỗi khi thấy anh đi ngang qua. Việc tìm kiếm chỗ ngủ mỗi đêm vô cùng khó khăn khi hầu hết các khách sạn đều từ chối. Đó là những gì tụi mình phải chấp nhận đối mặt khi quyết định tiếp tục con đường về nhà trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt này, anh chia sẻ. Để vượt qua hành trình 16.000 km thật sự không hề dễ dàng chút nào, đặc biệt phương tiện di chuyển lại bằng xe đạp thì lại càng khó khăn gấp bội. Thế nhưng điều này vẫn không làm khó được cặp vợ chồng trên. Bạn nghĩ sao về hành trình này? Liệu bạn có thể vượt qua thử thách này hay không? Hãy cùng chia sẻ nhé!